toàn bộ kinh sách của Phật, thầy xin nhắc lại các con biết, đều là vấn đạo do các cư sĩ, các tu sĩ vấn đạo. Mỗi khi vấn đạo, tức là hỏi Phật, Phật mới nói ra bài kinh đó. Chứ khi không mà Phật đâu có nói hay sao? Các con nhớ rồi, thường thường là những cái bài kinh của Phật đều là do những vị cư sĩ, rồi những người tu sĩ, tỳ kheo đó, các vị đó hỏi Phật, thì Phật mới dạy. Nó thì có những cái điều kiện mà Phật thấy các tu sĩ không hỏi, cũng như bây giờ thầy không nhắc các con thì các con không biết đâu hỏi, thì Đức Phật mới tự thuyết. Có những cái bài kinh tự thuyết là vì tu sĩ và cư sĩ không biết cái chỗ đó mà hỏi, cho nên phải tự thuyết, phải nói ra để cho hiểu. Cũng như bây giờ thầy không nhắc nhở như vậy thì các con không biết mà hỏi. Cho nên muốn tu tập cho nó có kết quả nhanh chóng, không phải ở chỗ mà ngay vô là nghe đọc sách, kinh sách rồi chúng ta tu liền đâu, mà chúng ta suy ngẫm, suy nghĩ kỹ rồi mới áp dụng, hỏi thưa cho kỹ cách thức tu tập như thế nào, rồi chúng ta tập thử, rồi trình rồi tất cả những cái này, khi mà được rồi thì bắt đầu chúng ta thấy đúng là những hành động này là kết quả mà vị thiện hữu tri thức đã xác định rằng tu tập như vậy đúng, thì bắt đầu chúng ta tập luyện liền. Tập luyện mà tập luyện quyết định là nhất định là tập không bỏ, tập liên tục, tập cho đến khi nào mà làm chủ được sự sống chết mới thôi. Sự tu tập như vậy chẳng tu tập đến đâu mà còn dẫn đến chỗ tu sai lệch, nhất là sai lệch vào chỗ thiền ức chế tâm rất là nguy hiểm. Có khi bị điên khùng, tẩu quả nhập ma, thường là tu hành dậm chân tại chỗ, không tiến bộ, tu mãi chẳng đi đến đâu, chỉ uổng phí một đời tu hoài công vô ích. Trong phần vấn đạo, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người, khiến cho mình thông suốt đường lối và cách thức tu tập, không còn nghi ngờ đường lối và pháp môn tu tập, khiến cho tâm mình tin chắc tu tập sẽ đến nơi đến chốn. Bắt đầu tu tập từng bước một, các con nhớ, tu tập từng bước một, không vội vàng, không có muốn mà tu một nửa tiếng hay hoặc một tiếng, hai ba tiếng đồng hồ đâu, không có vội vàng, tu từng hơi thở, từng một hơi thở, rồi cho đến nhiều hơi thở, rồi từng bước đi kinh hành, từng một bước cho đến 10 bước đi kinh hành, tập như vậy mới là chắc ăn. Cho nên không vội vàng, bắt đầu tu tập từng bước một, không vội vàng, không nôn nóng, mỗi bước tu tập là mỗi kết quả cụ thể. Các con thấy chưa, mình làm cái gì đi nữa mà mình làm ăn đi nữa mà trên bước đường đời mình làm ăn đi nữa mà cái gì mình làm chắc ăn cái nấy thì nó không bị thất bại. Còn mình làm lu bù làm cho nhiều mà rốt cuộc là thất bại, lỗ lã, có phải là chết không? Tu tập nó cũng vậy, phí uổng cái công phu tu tập của mình là tại vì mình tu không từng bước một. Tu tập như vậy, ngày càng thấy tiến bộ rõ rệt. Nhờ thế khiến mình thông suốt tà giáo ngoại đạo đang xen lẫn trong giáo pháp của Đạo Phật. Biết rõ như vậy, khiến cho mình vững vàng niềm tin ở pháp môn mình đang tu chính là pháp môn của Đạo Phật. Từ lâu chúng ta ai cũng đang sống trong vô minh đen tối, mờ mịt chẳng thấy rõ pháp nào của đạo, của đạo Phật, pháp nào của ngoại đạo. Nhờ có vấn đạo ta mới thoát khỏi màn mây đen tối của các pháp tà sư ngoại đạo đang phủ mờ giáo pháp của Phật giáo từ bao thế kỷ nay. Nhờ có vấn đạo ta mới hiểu rõ thế giới siêu hình và hữu hình đều là thế giới tưởng, thế giới không có thật. Nhờ có vấn đạo ta mới rõ thế giới tưởng của con người, nên mạnh tay đập phá cái thế giới siêu hình mê tín đó, đã gây biết bao nhiêu sự rắc rối, tạo biết bao nhiêu sự hao tốn tiền của và đau khổ của loài người, cũng vì cái thế giới đó khiến cho con người đánh mất đạo đức nhân quả, đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người. Từ cái thế giới đó, con người mất đi sức tự lực, chỉ còn lại một tinh thần yếu đuối tha lực, luôn luôn biết dựa nương vào sự cầu cạnh của những hình ảnh mờ ảo thần linh. Nhờ vấn đạo ta mới thấu rõ các pháp thế gian là do duyên hợp, nên ta dễ dàng buông xả thế giới hữu hình vật chất. Bởi vì khi mà vấn đạo chúng ta mới hiểu rõ các duyên, càng hỏi chúng ta mới hiểu rõ các duyên nó hợp lại, nó không có gì của mình, cho nên mình mới buông xả, mình không còn chấp, cho nên mới cái ngã mình nó mới hết, và đồng thời cái tâm ham muốn của mình nó mới diệt. Chứ còn nếu không, mình không có biết được cái thế giới hữu hình này là do các pháp, do duyên hợp, thì do đó mình bị chấp, làm chấp, từ đó cái tâm tham sân si của mình mãi mãi mà không xả được. Vì bây giờ ta đã biết đó cũng chỉ là thế giới tưởng, nghĩa là cái thế giới mà chúng ta đang sống hữu hình này nó cũng chỉ là thế giới tưởng của con người vô minh. Từ biết bao nhiêu kiếp làm chấp cho nó là thật
nên dính mắc các pháp, chạy theo các pháp tạo biết bao điều đau khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Cũng vì thế mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác mãi mãi không bao giờ dứt. Nhờ có vấn đạo, ta mới biết cách tu tập xả ly, đoạn diệt thế giới hữu hình và thế giới siêu hình, ly dục ly ác pháp. Cái danh từ mà ly dục ly ác pháp thì các con biết đó là cái tâm mà đoạn diệt cái thế giới hữu hình và thế giới siêu hình, chứ không phải gì khác hết. Chứ không phải là ly nổi cái tâm của mình không đâu, mà cái tâm của mình nó đã ly rồi thì cái bàn cái ghế này mình không còn tiếc đâu. Cho nên mình xả ly cái thế giới hữu hình và thế giới siêu hình đó. Nhờ có vấn đạo, ta mới thấu rõ thiền định nào đúng hoặc sai của đạo Phật. Nhờ có vấn đạo, ta mới thấu rõ Phật đạo Phật có ba loại thiền định: ngăn ác, diệt ác, khởi thiện, tăng trưởng thiện, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ có vấn đạo, ta không rơi vào thiền ức chế tâm và tu tập đúng thiền xả ly tâm, nên thân tâm thường thanh thản an lạc, tâm như đất trời, giải thoát. Nhờ có vấn đạo, ta mới thông suốt tam vô lậu học là chính pháp môn của đạo Phật, nên không bị tà sư hoại đạo lừa đảo, lường gạt ta được. Vấn đạo là một điều cần thiết cho những người mới tu cũng như người tu lâu năm. Sự mới tu cũng cần thưa hỏi kỹ để tu tập đúng cách và có căn bản. Còn người tu lâu năm thì gặp nhiều trạng thái kỳ lạ, nhất là tu thiền tưởng. Những trạng thái ấy có khi đúng, cũng có khi sai. Và cả cuộc đời mình cuối cùng chẳng thấy gì là giải thoát. Sanh tử luân hồi làm chủ tâm tham sân si mạn nghi và phiền não của mình. Bởi vậy, kẻ nào cho tất cả các pháp môn đều tu cũng tốt, cũng được, cũng thiện, cũng được giải thoát, cũng chấm dứt đau khổ và luân hồi, thì đó là kẻ nông nổi, mê u mê, không biết tai hại về sau như thế nào, không trí tuệ, thiếu nhận xét, nhắm mắt tin càng, tin bừa, để rồi phải ân hận về sau. Nếu các pháp tu đều tốt, đều thiện, điều tu tập có kết quả giải thoát như nhau, thì đạo Phật ra đời để làm gì? Có phải bằng thừa không? Chúng ta nên tìm hiểu tại sao Đức Phật tu các pháp môn của ngoại đạo, nhập đến phi tưởng phi vi tưởng xứ định, nghiệm xét lại thấy thân tâm mình không giải thoát, để rồi tự mình phải tìm ra một giáo pháp, một đường lối, một đạo lộ tu tập đi đến giải thoát cứu kính, làm chủ sanh già bệnh chết, mà luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác không có pháp môn này. Một giáo pháp chỉ có 49 ngày tu tập, nhiệt tâm, quyết chí xả ly, lìa tâm ham muốn, từ bỏ ác pháp, Ngài đã thành tựu đạo giải thoát, chứng quả Bồ Đề. 6 năm trời khổ hạnh, Ngài tu tập mọi pháp môn ức chế tâm, nhất là pháp môn hơi thở. Ngài nín thở ức chế tâm tối đa, tưởng chừng Ngài như sắp chết. Nín thở, Ngài tìm thấy pháp môn này không có giải thoát, nên Ngài chuyển qua pháp môn ức chế thân khổ hạnh tối đa. Ngài ăn bãi hạt mè hoặc một ít cháo đậu, cơ thể vì tiết thực nên kiệt quệ. Ngài đi hết nổi, nhờ bát sữa dê phục hồi cơ thể. Ngài tỉnh táo và tư duy biết các pháp của luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác trên hành tinh này. Biết các pháp ức chế thân tâm không thể tu tập đi đến giải thoát được, Ngài từ bỏ và diễn ly các pháp đó. Qua sự tu tập của Đức Phật, chúng ta rút tỉa ra được những kinh nghiệm thực tế và cụ thể. Các pháp đại thừa và thiền đông độ cùng tất cả các pháp môn của các tôn giáo trên thế gian này đi đến kết luận không thể làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Giáo pháp Ngài tìm ra được là một giáo pháp không giống bất cứ một giáo pháp nào của luật sư ngoại đạo và các tôn giáo khác trên hành tinh này. Vì thế đạo Phật ra đời không nhai lại đồn giải của các tôn giáo khác. Pháp môn của Ngài đi từ sự tu tập tỉnh giác để giữ tâm trong chánh niệm, tức là xả tâm ly dục ly ác pháp, không có một chút ức chế tâm nào cả. Các con nhớ kỹ, nghĩa là luôn luôn tỉnh giác là phải ở trong chánh niệm. Thì cái niệm đó là cái niệm gì? Cái niệm xả tâm đó. Thầy xin nhắc lại, cái điều đó là một điều rất quan trọng đó, mà hầu hết là người ta không triển khai nổi cái niệm này. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng chánh niệm là mình ở trong biết hơi thở ra vô, đó là chánh niệm. Mà mất cái hơi thở tức là mất cái chánh niệm. Thì cái chánh niệm đó là cái sai, không đúng. Cái hiểu như vậy là cái hiểu của
của nhà học giả, của kiến giải, không phải là của hành giả, không phải là của người mà tu chứng. Lấy tâm nương hành động, lấy cái tâm của mình nương cái hành động mà tu tập tỉnh thức. Nó thì các con nhớ rất rõ ràng, chứ không phải lấy cái tâm của mình mà nương cái các pháp khác ở ngoài đâu, mà lấy cái tâm của mình nương cái hành động của nội thân là hơi thở, ngoại thân của mình là các hành động đi đứng nằm ngồi của mình đó, tập tỉnh thức, nó tập tỉnh thức rồi xen vào một cái niệm, tức là như lý thác ý đó, thì cái đó là chánh niệm, để xả dục, xả ác pháp, tránh không đi vào trạng thái tĩnh lặng, nghĩa là không cho cái tâm của mình rớt trong trạng thái tĩnh lặng. Vì rớt trong trạng thái tĩnh lặng là một cái trạng thái của định tưởng, ức chế tâm mà đi vào trạng thái đoạn diệt tâm tham sân si, khiến cho tâm thanh thản an lạc, đi vào trạng thái thanh tịnh, tức là định của đạo Phật. Nghĩa là chúng ta không có đi vào cái định mà ức chế tâm, mà đi vào cái định tỉnh thức để mà xả tâm, thì cái định đó là cái định của Phật. Từ đó suy ra ta biết pháp môn của đạo Phật không giống một pháp môn nào của ngoại đạo. Nghĩa là các con suy nghĩ từ các pháp như yoga nè, các pháp thiền định như yoga nè, rồi như các khí công nè, võ công nè, trọng công nè, khinh công nè, nội công nè, tất cả những cái đó đều là tập trung vào cái sự ức chế tâm của mình trong cái tưởng của mình mà thôi. Còn đạo Phật thì luôn lúc nào các pháp của đạo Phật thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chánh niệm nó luôn luôn nó kèm theo như lý tác ý để mà xả tâm, thì đó là chính của pháp Phật, cho nên nó khác xa với các pháp kia. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì vốn cũng là mục đích để ức chế tâm, chứ đâu phải là xả tâm. Bởi vì niệm Phật làm sao xả được, đó là chúng ta thấy rất rõ. Cho nên hầu hết các pháp, còn bây giờ chúng ta giữ tâm bằng thiền công án hay hoặc là thiền tri vọng, thì biết vọng liền buông thì cũng là đâu có xả. Cho nên khởi cái nghi tình, trước khi trời đất chưa sanh ta là cái gì, thì các con thấy cái gì, thì lúc bây giờ chỉ là ức chế tâm, chứ đâu có xả cái tâm là tham sân si đâu. Cho nên làm sao nó hết tham sân si? Đó là chúng ta xét qua hết các pháp môn mà hiện hành đang có mặt ở trên con đường tu tập của chúng ta trong thế gian này, thì tất cả các pháp này đều là pháp ức chế tâm. Thậm chí như Mật Tông dạy chúng ta niệm chú, niệm bùa cũng đều là có xả tâm kèm theo đâu, cho nên cũng là thuộc về lại thiền ức chế tâm. Vì thế kẻ nào cho rằng 84.000 pháp môn là của đạo Phật, kẻ đó quá si mê u tối, bị tà giáo ngoại đạo lừa đảo mà không biết. Bởi vậy vấn đạo là một điều quan trọng hết sức trong giai đoạn Phật giáo hiện nay, khi giáo pháp của đạo Phật đã bị pha trộn nhiều thứ ngoại lai, pha trộn nhiều thứ pháp ngoại lai. Vấn đạo khiến chúng ta hiểu rõ phần đông giáo pháp ngoại đạo phi đạo đức, dạy người cầu tha lực thường mang đến tai họa khổ đau cho người hơn là mang đến hạnh phúc, vì hướng dẫn con người đi vào cảnh giới siêu hình mang đầy tính chất mê tín dị đoan, thần thánh quá, lạc hậu, vân vân. Cho nên trong vấn đề tu tập theo đạo Phật, vấn đạo là điều cần thiết để thăm dò các pháp môn, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào tu tập có kết quả cụ thể và thực tế. Qua cuộc vấn đạo trong bộ Đường Về Sứ Phật, quý vị đã được đọc, đừng vội tin những lời nói trong đây mà hãy suy nghĩ kỹ. Nếu nó chỉ vạch chỗ phi đạo đức, xét thấy là thật sự phi đạo đức, chỗ lý luận sai mà thật sai, chỗ tu tập giải thoát mà có giải thoát thật sự, chỗ mê tín lạc hậu đúng là chỗ mê tín lạc hậu thật sự như vậy, thì quý vị hãy tin. Còn ngược lại thì quý vị đừng nên tin, vì tôi cũng chỉ là một người như quý vị. Qua một cuộc vấn đạo, tôi trả lời chỉ muốn làm sáng tỏ lại đạo Phật mà thôi. Bởi vì tôi không muốn đạo Phật mất đi trên thế gian này, nhất là đạo đức của đạo Phật, một đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Nếu đạo Phật mất đi, thì loài người trên hành tinh này chịu thiệt thòi một điều rất lớn, một tai họa không thể lường được, một bằng chứng hiển nhiên trên hành tinh này không lúc nào mà chiến tranh chấm dứt. Con người giết con người không gốm tay và không thương xót, đó chỉ vì đạo Phật có mặt nhưng đạo đức của đạo Phật đã mất từ lâu. Con người thiếu đạo đức làm người, một đạo đức nhân quả không làm khổ mình khổ người. Vì thế khi khoa học lại tiến triển phát minh
những vật chất phục vụ đời sống con người rất tiện nghi.